Mời các bác cùng thưởng thức cửa hàng test bộ âm thanh giá 6 triệu đồng. Trong đó có âm ly giá 2 triệu và loa 4 triệu bát 25. Ngày xưa thơ mộng đó bên mái trăng chiều, ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua hoi mờ. Ôi tình quê chiều mến, xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre làng bờ lúa sáng ven đê, dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ. Loa bát 25 chiều cao là 55 anh em nhé, và bề ngang 30 chiều sâu cũng tầm 30. Loa đẹp như kiểu vừa sản xuất anh em ạ. Loa đẹp mê ly luôn, chủng đôi, số series liền kề 4612 và 4611, bát 25 8 ohm 50W. Âm ly sản xuất tại Nhật, Yamaha 190W, 2 triệu đồng. Đôi loa quá xuất sắc về hình thức luôn, mọi góc cạnh, bãi zin đét 325. Loa dạng loa kiểu hai đường tiếng như đầy đủ các giải âm bass mid treble anh em nhé. Đó là công nghệ của nhà sản xuất, loa rất đẹp luôn, giá vừa tiền 325, cả nghe cả hát được. Nắp tre căng Optica thì Nhật Bản nó gọi là Optica, còn xuất khẩu thì nó gọi là Sharp, có nghĩa là nó là của hãng âm thanh Sharp anh em nhé. Đang ghép với con âm ly của Yamaha giá 2 triệu của Nhật, sản xuất tại Nhật luôn. Màng giấy còn gần phân vải zin đét luôn. Một bộ thanh rất vừa tiền, 6 triệu đồng, âm ly 2, còn loa là 4. Tất nhiên là anh em phải có đổi điện 100V. Dây loa nếu mua dây xịn thì phải mất tiền. Xin cha tôi về.